Minh Đường Tử Vi thật là vui mừng khi được chào đón quý ông bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi. Lần đầu tiên, thay mặt cho 30 tập chương trình, những người làm chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý ông bác, anh chị có được vận trình bề trên ban phúc, đón cát xua hung, lộ trình may mắn, công việc thông thuận, tài lộc như ý, sức khỏe thần kỳ, vạn sự đều may, đại cát đại lợi. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà 30 tập trình Minh Đường Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà 30 tập trình Minh Đường Tử Vi muốn gửi tới quý bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Thời đến đổi đời cực mạnh, tuổi Ất Mão sinh năm 1975, bề trên ban phúc, các tinh tề tựu, lội ngược dòng ngoạn mục, đúng 7 ngày cuối tháng 3 âm lịch năm 2024 này, chúng số liên tiếp, giàu có xứng tầm đại gia. Quý anh chị thân mến, kênh Minh Đường Tử Vi nguyện chúc cho quý anh chị đang theo dõi video sẽ nhận được thật nhiều phước lành, sống đời bình an, hạnh phúc viên mãn. Minh Đường Tử Vi rất lấy làm biết ơn khi được gặp lại anh chị Ất Mão 1975. Hy vọng những thông điệp được truyền tải đến quý anh chị ngay sau đây sẽ phần nào giúp anh chị sống đời bình an, hạnh phúc ngập tràn. Và trước khi đi vào nội dung chính thì Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời cảm ơn đến toàn thể quý anh chị Ất Mão 1975 đã luôn đồng hành cùng Minh Đường Tử Vi trong suốt chặng đường vừa qua. Mọi sự ủng hộ và đón xem của quý anh chị sẽ góp phần lớn lao. Đội ngũ biên tập kênh Minh Đường Tử Vi công đức vô lượng này xin được hồi hướng đến toàn thể quý anh chị đã đăng ký theo dõi kênh, xem video, nhấn like và đưa ra những cảm nghĩ của mình bằng lượt bình luận bên dưới video. Và kênh Minh Đường Tử Vi sẽ liên tục cập nhật và cô đọng, chắt lọc những nội dung tinh túy nhất, chính xác nhất về vận trình của quý bạn mệnh về tử vi 12 con giáp cùng các nội dung đặc biệt hấp dẫn khác để mang đến cho quý anh chị những trải nghiệm tuyệt vời nhất. Trong quá trình truyền đạt thông tin thì đội ngũ biên tập kênh không thể tránh khỏi những thiếu sót, và nếu có chỗ nào không phải thì mong quý anh chị Ất Mão 1975 thông cảm, hoan hỷ và đồng hành cũng như góp ý kiến để Minh Đường Tử Vi cố gắng ngày một hoàn thiện hơn để giúp ích cho đời và cộng đồng tử vi Việt ngày một phát triển. Nếu quý anh chị mong muốn biết thêm chi tiết về mình thì hãy để lại thông tin cụ thể bên dưới phần bình luận. Đội ngũ biên tập kênh sẽ gửi đến quý anh chị Ất Mão 1975 thông tin cụ thể, đầy đủ nhất. Minh Đường Tử Vi luôn ở đây để giúp đỡ và lắng nghe những câu chuyện của anh chị. Anh chị hãy đăng ký kênh và bình luận bên dưới video để gửi đến đội ngũ biên tập video một chút động lực giúp đời, giúp người, anh chị Ất Mão 1975 nhé. Minh Đường Tử Vi xin cảm ơn thiện tâm của anh chị. Và ngay sau đây, không để anh chị Ất Mão 1975 phải chờ lâu thêm nữa, Minh Đường Tử Vi sẽ đi vào nội dung chi tiết. Xin mời quý anh chị cùng lắng nghe. Trời xanh có mắt, giúp tuổi Ất Mão sinh năm 1975 lội ngược dòng ngoạn mục. Chính vì thế, 7 ngày cuối tháng 3 âm lịch năm 2024 này một bước đổi đời, nhanh chóng giàu sang. Luận giải về tổng quan tử vi của quý bản mệnh Ất Mão, sinh năm 1975, trong 7 ngày cuối tháng 3 âm lịch năm 2024 như sau. Xem tử vi cho thấy đúng 7 ngày cuối tháng 3 âm lịch năm 2024 này là thời điểm đặc biệt đối với quý bản mệnh Ất Mão, có thiên diêu giao tài lộc đến ghé thăm. Chính vì thế, sẽ mang đến cho quý bản mệnh những cơ hội vàng để thể hiện khả năng và sáng tạo của mình. Đây cũng là thời điểm Thái Dương cát tinh, sao may mắn hỗ trợ cho quý bản mệnh trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Vậy làm thế nào để Ất Mão có thể tận dụng tối đa những nguồn năng lượng tích cực này? Thì quý anh chị hãy cùng chúng tôi phân tích tử vi của Ất Mão trong 7 ngày cuối tháng 3 âm lịch năm 2024 này nhé. Về khía cạnh công việc và sự nghiệp thì Ất Mão có thể tự tin rằng đây là thời điểm thuận lợi nhất trong năm, vì thiên diêu là sao chủ về tài lộc, sự giàu có và thành công. Khi thiên diêu ghé thăm Ất Mão thì quý bản mệnh sẽ có nhiều cơ hội để kiếm được nhiều tiền, được thăng tiến hoặc là nhận được những đánh giá cao từ cấp trên. Đây cũng là thời điểm để Ất Mão phát huy tài năng và sáng tạo của mình.
Ất Mão có phong cách làm việc độc đáo, thông minh và linh hoạt. Bản mệnh có thể áp dụng những ý tưởng mới mẻ vào công việc để tạo ra những điểm nhấn khác biệt và thu hút sự chú ý. Bản mệnh lúc này đừng ngại ngùng hay e dè khi thể hiện bản thân nhé, bởi đây chính là lợi thế của Ất Mão so với người khác. Thái Dương Cát Tinh cũng là một sao mang lại may mắn và hạnh phúc cho quý bản mệnh. Khi Thái Dương hỗ trợ cho Ất Mão, thì bản mệnh sẽ có được sự tự tin, quyết đoán và năng động trong cuộc sống. Bản mệnh sẽ có được sự giao tiếp tốt, khả năng thuyết phục cao và sự hòa hợp với mọi người xung quanh. Bản mệnh sẽ có được sức khỏe tốt, tinh thần vui vẻ và tràn đầy nhiệt huyết. Quý bản mệnh sẽ trở thành phiên bản hoàn hảo của chính mình trong thời gian này. Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng suôn sẻ và thuận buồm xuôi gió. Theo các chuyên gia tử vi cho biết, Ất Mão có thể gặp phải một số khó khăn và bất đồng trong gia đình. Nguyên nhân là do tương hại sao xấu gây ra những trở ngại và phiền toái cho quý bản mệnh đó. Tương hại còn có thể khiến cho quý bản mệnh gặp phải những tranh cãi, mâu thuẫn hoặc hiểu lầm với người thân trong gia đình. Bản mệnh cũng có thể cảm thấy bị bỏ rơi, thiếu sự quan tâm và giúp đỡ từ người thân yêu. Quý bản mệnh cũng có thể gặp phải những khó khăn trong việc thực hiện những kế hoạch hay dự định của mình bởi có sự cản trở từ phía người khác. Và trước những tình huống khó khăn này thì Ất Mão cần phải bình tĩnh và khôn ngoan. Bản mệnh không nên để cho cảm xúc chi phối hành động mà nên cố gắng lắng nghe và hiểu quan điểm của người khác. Bản mệnh cũng nên tự tin vào bản thân để có thể tự quyết định và giải quyết vấn đề một cách chủ động. Quý bản mệnh lúc này không nên quá phụ thuộc vào sự giúp đỡ của người khác, mà bản mệnh nên tự lập và tự chủ. Dù sao, Ất Mão cũng không nên quá lo lắng hay bi quan, bởi vì quý bản mệnh vẫn có được sự hỗ trợ của Nguyệt lệnh Mộc dục. Đây là sao tốt, sẽ mang lại cho quý bản mệnh sự lạc quan, hy vọng và niềm tin. Nguyệt lệnh Mộc dục cũng giúp cho quý bản mệnh có được sự thông minh, sáng suốt và linh hoạt trong việc giải quyết các vấn đề. Bản mệnh có thể nhìn lại những thành tựu và kinh nghiệm đã đạt được trong quá khứ để có thêm động lực và sức mạnh để vượt qua những thử thách. Và tiếp theo chương trình thì xin mời quý anh chị Ất Mão cùng lắng nghe những dự ngôn luận giải chi tiết về những dấu hiệu liên quan đến các phương diện bao gồm sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, gia đạo và sức khỏe. Vậy, quý bản mệnh Ất Mão sẽ đón nhận những khó khăn và thử thách gì? Và làm cách nào tận dụng những cơ hội để sớm ngày đạt được cuộc sống giàu sang, hạnh phúc viên mãn? Thì xin mời quý anh chị Ất Mão cùng lắng nghe những dấu hiệu sau đây nhé. Về phương diện tài lộc, Ất Mão là một trong những con giáp có tính cách hiền lành, chân thành và biết quan tâm đến người khác. Ất Mão luôn cố gắng làm hết sức mình trong công việc và cuộc sống, không ngại khó khăn và thử thách. Trong 7 ngày cuối tháng 3 âm lịch năm 2024, thì tuổi Ất Mão sẽ có những điểm nhấn tích cực về khía cạnh tài lộc, cho dù không phải là rực rỡ như mong đợi. Nếu Ất Mão mong muốn có cuộc sống giàu có hơn, thì Ất Mão được khuyến khích không ngừng làm việc thiện giúp đỡ người khác mỗi ngày. Việc dùng một phần tiền bạc để làm việc thiện và giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn, đây được xem là một cách tốt để tạo ra sự giàu có không chỉ về vật chất mà còn về tinh thần. Khi Ất Mão biết chia sẻ và lan tỏa yêu thương, thì Ất Mão sẽ nhận được những điều tốt đẹp hơn trong cuộc sống. Mặt khác, theo luận giải mới nhất thì Ất Mão cũng cẩn thận trọng hơn trong chuyện tiền nong do ngũ hành xung khắc, có thể vì vội vàng mà Ất Mão có chút nhầm lẫn hoặc để mất tiền. Do đó, nếu có thể Ất Mão nên nhờ người khác kiểm tra thông tin, giấy tờ trước khi chuyển tiền đi nhé, để tránh những rủi ro không đáng có. Theo các chuyên gia tử vi thì tuổi Ất Mão sẽ có đủ thu nhập để trang trải cuộc sống và đáp ứng nhu cầu thiết yếu của bản thân và gia đình trong 7 ngày cuối tháng 3 âm lịch năm 2024 đó. Điều này cho thấy sự ổn định và no đủ trong cuộc sống tài chính của Ất Mão. Ất Mão không cần phải lo lắng quá nhiều về vấn đề tiền bạc, mà có thể tập trung vào những mục tiêu và hoài bão của mình. Tuy nhiên, điểm cần lưu ý là Ất Mão không nên so sánh hoàn cảnh của mình với người khác nhé, bởi mỗi người đều có phúc phần riêng biệt. Nếu Ất Mão luôn ganh tị và ghen ghét với những người có cuộc sống giàu có hơn Ất Mão, thì quý bản mệnh sẽ không thể hài lòng với những gì mình có được. Điều này sẽ gây ra những cảm xúc tiêu cực và làm ảnh hưởng đến sức khỏe và hạnh phúc của Ất Mão đó. Về phương diện công danh, sự nghiệp, tiếp nối nhịp sống sôi động và năng động của cuộc sống, thì 7 ngày cuối tháng 3 âm lịch năm 2024 này là một thời điểm đặc biệt may mắn và thuận lợi cho Ất Mão đó. Với sự chiếu cố của chính quan, thì con giáp này sẽ có những bước chuyển mình vượt bậc trong công việc và đời sống riêng tư. Một trong những điểm nổi bật của Ất Mão là sự thông minh và duyên dáng, khả năng giao tiếp linh hoạt, hài hước và thuyết phục. Điều này sẽ giúp Ất Mão thu hút được sự chú ý và quan tâm của mọi người.
Điều này không những tạo ra một không khí làm việc vui vẻ và hiệu quả, mà còn mở ra nhiều cánh cửa mới cho Ất Mão có những dự án mới, những đối tác mới, những cơ hội kinh doanh mới sẽ liên tục xuất hiện trước mắt Ất Mão. Và chỉ cần Ất Mão biết nắm bắt và tận dụng, không chỉ có ảnh hưởng tích cực đến bản thân Ất Mão, mà còn là nguồn năng lượng tích cực cho môi trường xung quanh. Ất Mão luôn biết cách động viên, khích lệ và truyền lửa cho người làm việc, cùng sự lạc quan và vui tính của Ất Mão sẽ lan tỏa khắp nơi, mang lại niềm vui và hạnh phúc cho chính mình và cho người khác. Đây cũng là yếu tố quan trọng để Ất Mão xây dựng được lòng tin và sự ủng hộ từ đồng nghiệp và với khách hàng. Với những dấu hiệu tích cực từ trí quan, thì bản mệnh Ất Mão sẽ không ngại thử thách khó khăn. Ất Mão sẽ dám bước ra khỏi vùng an toàn, khởi đầu những điều mới mẻ và thú vị. Sự hào hứng và niềm tin vào tương lai sẽ giúp Ất Mão vượt qua mọi trở ngại, tạo ra những bước tiến mới trong sự nghiệp và cuộc sống. Không chỉ dừng lại ở mức độ cá nhân, Ất Mão cũng sẽ chứng kiến những thay đổi tích cực về phong cách sống, ngoại hình và sức khỏe tinh thần. Việc này không chỉ mang lại niềm vui và hạnh phúc cho bản thân, mà còn tạo ra ảnh hưởng tích cực đến môi trường xung quanh. Trong tương lai gần thì Ất Mão sẽ tiếp tục trải qua những điều tốt đẹp và thành công trong sự nghiệp cũng như cuộc sống cá nhân. Sự lanh lợi, quyết đoán và lạc quan sẽ là điểm mạnh giúp Ất Mão vượt qua mọi khó khăn. Và tính chủ hãy tận dụng triệt để mọi cơ hội đến với mình nhé. Đặc biệt thì tháng 3 âm lịch năm 2024 cũng là thời điểm ghi nhận và đánh giá lại những thành quả của Ất Mão. Những gì Ất Mão đã làm và hy sinh trong quá khứ sẽ không phải vô ích, mà sẽ được công nhận xứng hoàn toàn xứng đáng. Đây là minh chứng cho sự công bằng và công lý trong cuộc sống, cũng như là động lực để Ất Mão tiếp tục phấn đấu trong tương lai. Ngoài ra, 7 ngày cuối tháng 3 âm lịch năm 2024 này cũng là thời điểm để Ất Mão thể hiện sự khôn ngoan trong việc ra quyết định. Ất Mão sẽ biết chọn lựa những bước đi quan trọng và quyết định đúng đắn cho cuộc sống và công việc của mình. Những quyết định này sẽ mang lại kết quả tốt đẹp và lợi ích dài hạn cho Ất Mão. Hơn nữa, Ất Mão còn có thể tạo ra những cơ hội mới cho bản thân và cho người khác, cũng như xây dựng được uy tín và lòng tin trong mắt mọi người. Về phương diện sức khỏe, 7 ngày cuối tháng 3 âm lịch năm 2024 đây là thời điểm đầy biến động và thay đổi cho tuổi Ất Mão đó. Theo tử vi thì con ngũ hoàng bay về phương Tây Bắc, cho nên trong thời điểm này có thể mang lại nhiều trở ngại và khó khăn cho quý bản mệnh, đặc biệt là trong việc di chuyển và công việc. Tuy nhiên, nếu bản mệnh biết cách chủ động và linh hoạt thì Ất Mão cũng có thể tận dụng được những cơ hội và lợi ích từ ngũ hoàng. Do đó, bản mệnh hãy cẩn trọng hơn khi phải đi xa trong thời gian này nhé, để tránh để bản thân vướng vào những rắc rối không đáng có. Hãy lưu ý đến an toàn và thận trọng trong mọi hoạt động. Theo các chuyên gia tử vi nhận định thì ngũ hoàng bay về phương Tây Bắc, cho nên trong tháng 3 âm lịch năm 2024 sẽ là một yếu tố không thuận lợi cho tuổi Ất Mão. Phương Tây Bắc là phương thuộc hành kim, là hành dung với hành mộc của quý bản mệnh. Do đó, ngũ hoàng bay về phương này có thể gây ra những xung đột, tranh cãi và mất mát cho tuổi Ất Mão, đặc biệt là trong việc di chuyển. Trong thời điểm này có thể bản mệnh sẽ gặp nhiều khó khăn và rủi ro. Quý bản mệnh lúc này có thể bị va quẹt giao thông, bị mất đồ, bị lừa đảo hoặc bị trục trặc trong việc đặt vé khách sạn. Do đó, bản mệnh hãy cẩn thận hơn khi phải đi xa trong thời gian này, tránh để bản thân vướng vào những rắc rối không đáng có. Hãy lưu ý đến an toàn và thận trọng hơn trong mọi hoạt động. Nếu có thể, bản mệnh hãy hạn chế đi lại và ở nhà nhiều hơn. Công việc cũng là một lĩnh vực bị ảnh hưởng tiêu cực bởi ngũ hoàng bay về phương Tây Bắc, cho nên Ất Mão có thể gặp nhiều áp lực và căng thẳng trong công việc, bị tranh giành quyền lợi hoặc bị đối thủ cạnh tranh. Quý bản mệnh cũng có thể bị mất uy tín, danh tiếng hoặc bị sai sót lỗi lầm trong công việc. Do đó, bản mệnh hãy chú ý hơn đến chất lượng và hiệu quả của công việc, tránh để bị sao nhãng hoặc lơ là. Bản mệnh hãy giữ sự tỉnh táo và chủ động trong công việc, tránh để bị động hoặc bị chi phối bởi người khác. Tuy nhiên, ngũ hoàng bay về phương Tây Bắc cũng không phải là toàn bộ tiêu cực. Nếu biết cách và chủ động và linh hoạt thì tuổi Ất Mão cũng có thể tận dụng được những cơ hội và lợi ích từ ngũ hoàng. Phương Tây Bắc là phương thuộc hành kim, là hành sinh cho hành thổ của tài lộc của tuổi Ất Mão. Do đó, ngũ hành bay về phương này cũng có thể mang lại những thu nhập về tiền bạc cho quý bản mệnh, đặc biệt là từ những nguồn thu nhập phụ hoặc những khoản tiết kiệm. Ngoài ra, phương Tây Bắc cũng là phương thuộc hành kim, là hành sinh cho hành thủy, là quang lộc của tuổi Ất Mão. Do đó, ngũ hoàng bay về phương này cũng có thể mang lại những cơ hội và sự giúp đỡ từ người quan trọng hoặc người có quyền lực cho quý bản mệnh,
đặc biệt là trong việc thăng tiến hoặc mở rộng quan hệ. Về phương diện tình cảm, gia đạo, theo luận giải mới nhất của các chuyên gia tử vi thì Thiên Diêu là một sao có tính chất âm u, mang lại những khó khăn và phiền toái cho tuổi Ất Mão. Tuy nhiên, nếu biết cách vận dụng hợp lý thì Thiên Diêu cũng có thể mang lại những điều may mắn và thuận lợi cho tuổi Ất Mão. Về mặt tình cảm thì tuổi Ất Mão sẽ có thời điểm đầy cảm xúc, Ất Mão sẽ cảm thấy yêu thương và được yêu thương nhiều hơn bình thường. Điều này là do Thiên Diêu tăng cường khả năng quyến rũ và thu hút của tuổi Ất Mão. Tuy nhiên, Thiên Diêu cũng khiến Ất Mão trở nên ghen tuông, nghi ngờ và bất an hơn về mối quan hệ của mình. Điều này có thể gây ra những xung đột và mâu thuẫn nhỏ trong mối quan hệ. Để giải quyết vấn đề này thì Ất Mão cần phải tự tin vào bản thân. Ất Mão cũng nên bày tỏ những cảm xúc và mong muốn cũng như suy nghĩ của mình một cách chân thành và trung thực với đối phương nhé. Điều này sẽ giúp đối phương hiểu rõ hơn về Ất Mão và từ đó duy trì mối quan hệ lành mạnh và hạnh phúc hơn. Ngoài ra, Ất Mão cũng nên dành thêm thời gian để chia sẻ và lắng nghe đối phương. Đôi khi người khác không thể hiểu được hoàn toàn cảm xúc của tuổi Ất Mão. Bản mệnh lúc này hãy kiên nhẫn và thông cảm với họ. Việc này sẽ giúp họ chiều chuộng và quan tâm đến Ất Mão hơn. Đối với những nam mệnh phong lưu thì đây là thời điểm rất thuận lợi để gặp gỡ và kết nối với nhiều người mới, vì Thiên Diêu sẽ mang lại cho Ất Mão nhiều cơ hội trải nghiệm và học hỏi mới. Điều này có thể khiến Ất Mão cảm thấy ngại ngùng là đó, nhưng đồng thời cũng mang lại cho Ất Mão nhiều niềm vui và sự hài lòng. Tuy nhiên, Ất Mão cũng không nên quá tin tưởng vào người mới quen nhé. Trong tháng 3 âm lịch này sẽ xuất hiện tương hại. Đây là một sao có tính chất xấu, mang lại những rắc rối và tai họa cho Ất Mão. Ngay cả người thân trong gia đình cũng có thể gây ra những phiền toái và tổn thương cho Ất Mão. Cho nên bản mệnh hãy tỉnh táo và cẩn trọng trong việc xác định ai là người đáng tin cậy nhé và xứng đáng với sự tin tưởng của Ất Mão nhất. Thưa quý anh chị Ất Mão sinh năm 1975 thân mến, một năm có 12 tháng và mỗi tháng lại có rất nhiều ngày, trong đó mỗi người trong chúng ta lại sinh vào những giờ ngày tháng khác nhau. Vậy tháng sinh có ảnh hưởng đến vận mệnh của mỗi người như thế nào? Thì ngay sau đây sẽ là một phần đặc biệt mà Minh Đường Tử Vi muốn gửi đến quý bản mệnh Ất Mão sinh năm 1975. Xin mời Ất Mão sinh năm 1975 cùng lắng nghe và chiêm nghiệm vận mệnh tuổi Ất Mão sinh năm 1975 theo tháng sinh để biết được chúng ta sinh tháng nào là may mắn và ngược lại. Tuy nhiên, vạn vật sinh ra đều có căn nguyên của nó. Chính vì thế, nếu quý bản mệnh là người sinh vào ngày tháng không may mắn thì cũng đừng lo lắng nhé. Có câu, đức nhân thắng số. Vận mệnh của Ất Mão sinh tháng 1 âm lịch. Tháng 1 âm lịch, tức tháng Giêng, thời điểm này trong năm vào tiết Tân Xuân là lúc hoan hỉ mừng đón xuân về, nên người này cũng được hưởng lây phúc lộc đất trời, cuộc đời no ấm, đủ đầy. Tuy nhiên, người này vẫn chịu nhiều vất vả, chạy vậy ngược xuôi mà không có được nhiều cơ hội phát tài. Nếu được hồng phúc cha mẹ cho thì số phận bớt long đong, nên tìm công việc thực tế an phận, làm tốt nhiệm vụ của mình, có kế hoạch thu chi hợp lý thì sẽ tránh bớt được những khổ sở trong đời. Vận mệnh của tuổi Ất Mão sinh tháng 2 âm lịch. Tháng 2 âm lịch rơi vào tiết Kinh Chập là lúc vạn vật sinh trưởng, cây cối đâm chồi nảy lộc, hoa lá tốt tươi. Sinh vào thời điểm này trong năm tuy cũng phải gánh chịu không ít phong ba, báo táp trong đời, nhưng kết cục vẫn vô cùng tốt đẹp, cơm ăn áo mặc đủ đầy, có tiền bạc, công danh, sự nghiệp tiền đồ sáng lạn. Nếu có thể kiên trì vượt qua những khó khăn trong cuộc đời thì bản thân người này sẽ ngày càng thêm mạnh mẽ hơn, có nhiều kinh nghiệm, có đủ năng lực để ứng phó với mọi sự trên đời. Chẳng có gì là không thể vượt qua, con đường phía trước vô cùng tươi sáng, hạnh phúc ngập tràn. Vận mệnh của Ất Mão sinh tháng 3 âm lịch. Tháng 3 âm lịch trong năm rơi vào tiết Thanh Minh, đất trời giao hòa, phúc lộc tràn trề. Bất kể là nam hay nữ thì đây đều là người có phúc. Người này thông minh lanh lợi, tư duy phóng khoáng, nhạy bén, có tầm nhìn xa, có chí hướng hơn người. Xem vận mệnh của tuổi Ất Mão theo tháng sinh âm lịch, đây là người có tiền đồ rộng mở, công danh sự nghiệp thành công, có quyền lực hơn người. Dù là trên con đường sự nghiệp hay tài vận, họ đều gặp nhiều may mắn, mưu sự tất thành, cầu được ước thấy, chẳng cần phải bỏ ra quá nhiều công sức, không phải đi đường vòng mà vẫn có được những gì mình muốn. Họ dựa vào chính sức mình và năng lực của bản thân, cộng thêm vận may trời ban mà gây dựng nên sự nghiệp. Phúc lộc từ cha mẹ anh em chẳng được là bao, phải tự thân vận động, không trông cậy được vào ai. Vận mệnh của Ất Mão sinh tháng 4 âm lịch. Tháng 4 âm lịch là tiết Lập Hạ trong năm,
Tuy tiết trời chuyển sang nóng bức nhưng cây cối lại sung xuê tươi tốt. Xem vận mệnh của tuổi Ất Mão theo tháng sinh âm lịch thì đây là người có nhiều cơ hội thăng tiến trong đời. Tính cách hòa nhã dễ gần, có phần hơi hướng, đa tài, học rộng biết nhiều. Bất kể là theo nghiệp văn hay nghiệp võ thì người này đều có thể tạo dựng được sự nghiệp thành công vang dội. Học võ là tướng tài, mà học văn là văn hào. Nếu đi theo con đường nghệ thuật thì cũng có thể làm nên công trạng. Cuộc sống gia đình hạnh phúc thuận hòa, vợ chồng đều có được vinh hoa, con cháu đời sau thành danh, hiền hách, tài vận hanh thông, vạn sự như ý, cuộc đời người này bình an, mọi sự thuận lợi, hạnh phúc đủ đầy, phú quý vượng phát. Vận mệnh của Ất Mão sinh tháng 5 âm lịch. Tháng 5 âm trùng và tiết mang trùng, dù là nam mệnh hay nữ, đều công danh hiển hách, tiền bạc dư dôi. Tuy tiền vận có phần khốn khó, nhưng tới trung vận và hậu vận thì cực kỳ vượng phát, vinh hoa phú quý không ai sánh bằng. Người này có đầu óc kinh doanh nhạy bén, có tài làm ăn buôn bán, tự tay gây dựng sự nghiệp. Tuy nhiên, họ lại rất nho nhã, biết tu dưỡng, biết kính trên nhường dưới, rất được lòng mọi người, là người chân thành chính trực, nên cũng được nhiều tưng và đồng ý hợp tác. Cuộc đời người này êm đềm, không phải trải qua đại nạn, cũng không gặp phải nguy nan, vạn sự thuận lợi như ý, đại cát đại lợi. Vận mệnh của Ất Mão sinh tháng 6 âm lịch. Rơi vào tiết Tiểu Thừ trong năm, đây là thời điểm vạn vật đổi mới, cây cỏ hoa lá tốt tươi. Vận mệnh của tuổi Ất Mão sinh tháng này cũng theo đó mà được hưởng khí chất đất trời. Họ có tài lãnh đạo xuất chúng, giỏi bao quát, trên con đường công danh, sự nghiệp, người này trăm sự đều thuận lợi, thăng tiến ầm ầm, vận may tới tấp, gia đình hạnh phúc, con cháu thảo hiền, vợ chồng hòa thuận. Sức khỏe của người này cũng rất tốt, họ sống hài hòa và nhận được sự tôn trọng của mọi người xung quanh. Vận mệnh của Ất Mão sinh tháng 7 âm lịch. Tháng 7 âm lịch là tiết Lập Thu. Người sinh tháng này tư chất thông minh, có ngộ tính cao, dù là nói hay làm cũng đều nhanh nhẹn, linh hoạt, tạo cảm giác đáng tin cậy. Họ gặt hái được rất nhiều thành công trong công việc, không phải trải qua đại nạn gì, mà cơ bản con đường thăng tiến thuận lợi, mọi sự đều cát lành như ý, tài chính hơn người, nhân cách cũng chính trực cao sang. Tuổi Ất Mão sinh tháng 7 âm lịch có tài lộc dư giả, cơm no áo ấm chẳng bao giờ lo túng thiếu. Nếu theo con đường văn thơ, nghệ thuật, họ có thể gây dựng sự nghiệp hiển hách, phát huy được tài năng của bản thân, thành danh nhờ tài thơ văn ấy. Có điều dù làm gì thì cũng đều phải tự lực cánh sinh, tổ nghiệp phúc mỏng chẳng được cha mẹ giúp đỡ gì nhiều. Vận mệnh của Ất Mão sinh tháng 8 âm lịch. Tháng 8 âm lịch và tiết Bạch Lộ trong năm, đây là người có mệnh vinh hoa phú quý, đại cát đại lợi. Người này tâm địa thiện lương, không bao giờ có tâm hại người, càng chẳng nghĩ tới việc chèn ép ức hiếp bất cứ ai. Đường nhân duyên của người này vô cùng tốt, họ luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người, cũng chẳng từ làm việc tốt không chờ ơn báo đáp. Vận mệnh của tuổi Ất Mão sinh tháng 8 âm khá tốt, nhiều người có thể là một quan chức bỗng lộc đầy tay, công danh hiển hách cho đến hết đời, khả năng ứng biến khá tốt, giỏi phân tích vấn đề, nên con đường thăng tiến hanh thông rộng mở, đường tài lộc cũng khá sáng, tiền bạc dồi dào, con cháu cũng có điểm báo phát đạt. Vận mệnh của Ất Mão sinh tháng 9 âm lịch. Tháng 9 âm lịch rơi vào tiết Hàn Lộ, người này ý chí không được kiên cường cho lắm, họ có chút gì để an phận thủ thường, thiếu dũng khí tiến lên phía trước, càng không thể coi là hãnh tiến, cũng không có ý thức tiết kiệm tiền bạc, sống thờ ơ, lười biếng, mọi sự đều nghe theo số trời định sẵn, không mấy khi cố gắng hết mình để giành được những gì mình muốn. Tuy số phận không bạc đãi, chẳng đến mức túng thiếu, nhưng cũng không thể xem là đại phú đại cát. Chính vì thế mà họ càng không thấy hài lòng, không biết đủ, mà oán trách ông trời, than thân mình sinh ra không gặp thời, ý chí lại càng thêm sa sút, nản lòng nhụt chí, dần dần trở nên tự ti, suy nghĩ tiêu cực. Có thể nói, khuyết điểm lớn nhất của người này chính là không có tinh thần cầu tiến. Nếu có thể khắc phục được điểm này, chắc chắn họ sẽ có được con đường thăng tiến không tồi. Vận mệnh của Ất Mão sinh tháng 10 âm lịch. Tháng 10 âm theo lịch cổ là tiết Lập Đông, đất trời chuyển sang lạnh lẽo cô liêu. Người này từ nhỏ đã mang mệnh cô đơn, sẵn sàng đóng cửa tự mình mua vui cho chính bản thân, tính cách có phần lập dị. Họ sống cô độc, không thích hoạt động xã giao, chỉ thích nhốt mình trong một nơi an toàn, không ai hay biết, phẩm chất thanh cao, thậm chí có phần tự phụ. Tuổi Ất Mão sinh tháng này không quan tâm đến bất cứ ai, cũng không màng đến ý kiến của người nào. Họ không thích nổi bật, không thích đứng ra trước chốn đông người. Tuy trong đời khó tránh khỏi những lúc hung hiểm, gặp phải nguy nan, song người này được quý nhân phù trợ, nên đều có thể hóa nguy thành an,
thuận lợi vượt qua những cửa ải khó khăn. Vận mệnh của Ất Mão sinh tháng 11 âm lịch. Tháng 11 âm lịch trong năm là tiết đại tuyết. Xem tử vi, người này có thể coi là mang mệnh đa tài, đa nghệ, họ thông minh lanh lợi, tuy nhiên tổ nghiệp lạnh lẽo, nên phải thao phương cầu thực, lập nghiệp ở nơi đất khách quê người. Anh em trong nhà sức hàn lực mỏng không giúp được gì nhiều, bản thân họ cũng phải chịu nhiều nỗi đà đoan, chỉ mong người giúp đỡ mà không tìm được nơi để bố víu vào. Về cơ bản, đây là người trọng nghĩa, khinh tài, rất yêu quý bạn bè, tài lộc dễ tụ, nhưng cũng dễ tan, tiền vận tài khí đủ đầy, vạn sự như ý, song phải tới năm 39, năm 40 tuổi thì mới có là phát đạt, vô quý hơn người. Số mệnh tuổi Ất Mão sinh tháng này có thể nói là khá tốt, phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn. Vận mệnh của Ất Mão sinh tháng 12 âm lịch. Tháng 12 âm lịch trùng với tiết Tiểu Hàn trong năm, đây là người tư chất thông minh, đỉnh ngộ, khéo léo, giàu sang, họ làm gì cũng chu đáo và tỉ mỉ, túc trí đa mưu, ý chí cao ngất trời, lại ham học hỏi chẳng nề hà bất cứ điều gì, nhờ thế mà cuộc sống sau này khá tốt đẹp, công danh bổng lộc chẳng kém ai, tiêu diêu tự tại chẳng phải lo phiền bất cứ điều gì, là người khoan dung độ lượng. Tuổi Ất Mão sinh tháng chạp tính tình phóng khoáng lại được trời thương, nên tài lộc dồi dào, tiền bạc dư dôi, từ trung vận không nhờ cậy đến ai, mà tự tay gây dựng cơ đồ dần dần đạt mức vinh hoa phú quý, có người giúp đỡ có thần tài trợ lực, người này kết hôn muộn thì dễ tìm được người tâm đầu ý hợp, từ năm 40 đến 45 tuổi, có thể nhìn thấy con cái thành danh, gia sản trong nhà ngày càng thêm sinh sôi nảy nở. Tuy nhiên, cuộc sống gia đình có thể trải qua nhiều điều không như ý, hung họa có thể ập xuống bất cứ lúc nào, chớ lơ là cảnh giác để bảo vệ cho hạnh phúc gia đình của mình. Kính thưa quý anh chị, tiếp theo sau đây là những câu nói từ Phật rất tâm đắc, phần nào đó giúp chúng ta tiêu trừ được nghiệp, chỉ tụng thần chú này nó có thể tiêu trừ nghiệp chướng, cứu độ người thân và người nhà đã khuất, khiến người thân và người thân trong gia đình đang gặp bất hạnh thoát khỏi đau khổ, và hạnh phúc đồng thời có thể nhanh chóng tích lũy phước lành và khai mở trí tuệ. Ngoài vai trò là kinh về nhân quả, kinh Địa Tạng còn là kinh về lòng hiếu thảo. Vì vậy, nếu bạn muốn cầu nguyện cho cha mẹ và che chở họ khỏi bệnh tật, tai họa thì tụng kinh Địa Tạng là lựa chọn tốt nhất, vì công đức của thần chú Địa Tạng Bồ Tát là vô lượng, và chỉ cần thành tâm cầu nguyện cho cha mẹ thì có thể tiêu trừ mọi đau khổ của cha mẹ. Niệm xong nhớ hồi hướng cho cha mẹ, nếu mà bạn gặp bất cứ sự cố nào gây ra bởi các linh hồn, thì hãy nghĩ đến Địa Tạng Vương Bồ Tát và niệm danh hiệu Ngài nhiều lần. Địa Tạng Vương Bồ Tát thư thường được cầu nguyện bởi những người nghèo, bệnh tật, chán nản và những người hay gặp rắc rối với những cơn ác mộng hay các hồn ma vất vưởng. Phật tử nếu siêng năng chỉ tụng kinh Địa Tạng Vương Bồ Tát bổn nguyện, sẽ nhận được công đức vô lượng cho bản thân, hồi hướng cho các linh hồn dưới địa ngục, vong linh vất vưng nhanh chóng đầu thai chuyển kiếp. Bà mẹ nào khi biết mình mang thai thường đọc chú, tụng kinh Địa Tạng sẽ hóa giải ân oán kiếp trước, hồi hướng công đức cho đứa trẻ sắp ra đời. Chỉ chú tụng kinh Địa Tạng sám hối lỗi lầm phá thai, giúp sám hối tội lỗi và cố gắng hồi hướng, hóa giải oán thù của linh hồn nhỏ bé bị tước đoạt không thể ra đời. Hai là về thần chúa Quan Thế Âm Bồ Tát, Om Mani hay Hán Việt đọc là Án Om Mani Bát Mê Hồng, là một trong những câu thần chú giúp tiêu nghiệp, được dịch ra là viên ngọc quý trong hoa sen. Thần chú Om Mani Bát Mê Hồng là một trong những thần chú nổi tiếng nhất trong đạo Phật. Đây cũng chính là câu thần chú phổ biến dành cho bất kỳ ai mà họ cảm thấy muốn thực hành việc tụng niệm, vì không đòi hỏi một nghi thức hướng dẫn trước bởi một đạo sư nào. Chỉ tụng thần chú này đem lại hiệu quả nhất và dễ dàng nhất để chúng ta chuyển nghiệp xấu thành nghiệp tốt. Vì vậy, nếu chúng ta chỉ tụng thường xuyên, nó có thể giúp chúng ta tiêu trừ mọi điều kiện bất lợi và tiêu trừ hàng ngàn nghiệp chướng. Chỉ tụng thường xuyên câu thần chú này thì sẽ giúp xua đuổi các thế lực ma quỷ, giúp bệnh tật được đẩy lùi, mở cửa đón hạnh phúc, an lạc về trong thân tâm. Đạo Phật cho rằng nếu mà chỉ tụng chú Om Mani Padme Hum thì khi ta chết đi, linh hồn sẽ không bị đẩy vào ba đọa xứ ma, được vãng sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc, cõi tịnh độ của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, tiến gần hơn tới Phật quả. Và nếu thành tâm cầu nguyện Bồ Tát Quán Thế Âm thì bạn cũng có thể nhận được sự đáp ứng và gia trì của Bồ Tát. Điều này rất đặc biệt, càng trì tụng câu thần chú này nhiều lần thì càng tốt. Trì tụng ít nhất 108 lần một ngày, niệm chú Om Mani Padme Hum thì sẽ được thừa hưởng toàn bộ những diệu kỳ mà nguồn năng lượng từ bi của Đức Phật ban cho tất cả chúng sinh, giúp thứ tỉnh lòng từ bi trong mỗi cá nhân và kết nối mọi người với nhau. 3. Là về thần chú Tara Xanh Lục Độ Phật Mẫu, Om Tare Tete Tu Xoa,
thành tâm đọc chú Tara Xanh Lục Độ Phật Mẫu. Đây là một trong những câu thần chú giúp tiêu nghiệp có thể cứu rỗi bạn thoát ra khỏi 8 loại đau khổ, đồng thời cũng có thể chuyển hóa tham lam, sân hận, vô minh, kiêu ngạo và nghi ngờ thành trí tuệ tối thượng và hoàn hảo. Chỉ tụng thần chú này có thể hướng dẫn tất cả chúng sinh được giải thoát khỏi luân hồi và đau khổ, giải thoát họ khỏi mọi tội lỗi và tiêu trừ mọi bệnh tật. Tara Xanh Lục Độ Phật Mẫu còn có công đức bảo vệ phụ nữ và trẻ em. Vì vậy mà những người phụ nữ muốn xây dựng hôn nhân hạnh phúc, gia đình hạnh phúc, thay đổi diện mạo và cũng có thể trì tụng thần chú này. Quan trọng hơn, trì chú này có thể giúp bạn có con. Bất kể bạn là nam hay nữ, bạn đều có thể trì chú này nếu muốn có con. Bằng cách gửi thân mình tại Tara và thực hành ta ra, chúng ta sẽ nhận được sự ban phước của Tara trong trái tim của chính mình. Cách nương tựa vào đức ta ra xanh, thực hành tê ra như niệm thần chú ta ra xanh, chúng ta có thể đạt được trạng thái giác ngộ đầy đủ. Thần chú ta san om tare túc te tua sẽ mang tới những lợi ích tinh thần nhanh hơn bất kỳ thực hành tan trích nào khác. Và đó cũng là lý do vì sao nhiều người chỉ niệm thần chú này, chỉ chú ta ra nhiều lần trong ngày bằng cái tâm có thể giải quyết được các vấn đề trong cuộc sống mà bạn đang gặp phải, giải phóng bạn khỏi cái chết không đúng lúc, giúp bạn tránh khỏi bệnh tật, giúp bạn tìm được việc làm mang tới sự thành công và thịnh vượng. Theo các vị La Mạc, nếu không có sự giúp đỡ của Đức Mẹ Tara thì không ai đạt được giác ngộ. Khi bạn niệm thần chú ta ra xanh bằng tất cả sự chân thành, tâm lương thiện thì thần chú sẽ biến đổi thành lời cầu nguyện đầy quyền năng. Trên đây là những chia sẻ vô cùng tâm huyết về nội dung Trời Xanh Có Mắt Giúp Tuổi Ất Mão Sinh năm 1975 lội ngược dòng ngoạn mục. Chính vì thế, 7 ngày cuối tháng 3 âm lịch năm 2024 này một bước đổi đời, nhanh chóng giàu sang. Từ đội ngũ biên tập kênh, trong quá trình truyền đạt, đội ngũ biên tập không thể tránh khỏi những thiếu sót. Nếu có chỗ nào không phải mong quý anh chị thông cảm, hoan hỷ đồng hành và góp ý, đội ngũ biên tập kênh sẽ cố gắng ngày một hoàn thiện hơn. Quý anh chị Ất Mão Sinh năm 1975 thân mến, như chúng ta đã được biết thì theo luật nhân quả thì thành công hay thất bại đều có nguyên nhân sâu xa của nó. Nếu chúng ta muốn có được nhiều kết quả tốt đẹp thì phải biết gieo nhân thiện ích, giúp người cứu vật. Suy cho cùng, tiền bạc và của cải không làm cho con người ta hạnh phúc nhất. Hạnh phúc nhất chính là gia đình hòa thuận, con cái thuận hòa, tâm an thân khỏe. Trên đời này kẻ giàu người nghèo đều có nỗi khổ riêng. Biết hướng thiện, biết điều chỉnh hành vi, thái độ, ắt sẽ có cuộc sống đủ đầy an yên như mơ ước. Vậy nên những thông tin trong video này chúng tôi mong muốn truyền tải đến quý anh chị chỉ mang tính chất tham khảo, giúp anh chị lấy lại tinh thần và động lực để sống đời bình an, hạnh phúc viên mãn. Chúc quý anh chị Ất Mão sinh năm 1975 nhận được thật nhiều phước lành, sống đời bình an, hạnh phúc viên mãn. Biết ơn và hẹn sớm gặp lại anh chị trong những video tiếp theo.